Trong xã hội từ xưa đến nay, giáo viên luôn được coi là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý bởi sự nghiệp trồng người. Tuy nhiên, giống như một số ngành nghề khác, nghề dạy học cũng không vượt qua khỏi những quy luật của bệnh nghề nghiệp. Một ngành nghề đại diện cho những người phải thường xuyên sử dụng giọng nói trong công việc. Tháng 11 là tháng tri ân các thầy cô giáo. Làm sao để giúp các thầy cô có thể giữ gìn giọng nói, giữ gìn cổ họng khỏe để có thể truyền đạt kiến thức và cảm hứng trong từng bài học tới các em học sinh một cách hiệu quả nhất sẽ là chủ đề của chương trình hôm nay. Phương Mai xin được chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục trò chuyện cuộc sống. Và câu hỏi chúng ta đang đặt ra ngày hôm nay chính là làm như thế nào để giúp cho các thầy cô giáo cũng như là những người cần phải sử dụng giọng nói trong công việc của mình có thể gìn giữ được sức khỏe, đặc biệt là giọng nói của mình để có thể tiếp tục công việc một cách tốt nhất. Thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe những chia sẻ của vị khách mời chương trình. Xin được giới thiệu đến quý vị Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Bay là giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào mừng bác sĩ đang đến với chương trình ạ. Vâng, xin chào Phương Mai, xin chào tất cả quý khán giả đang xem đài. Phương Mai được biết bác sĩ cũng là một giảng viên và đồng thời dựa vào những kinh nghiệm thăm khám của mình thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm một chút là những người làm nghề như là giảng viên hay là những công việc sử dụng nhiều đến giọng nói của mình thì hay gặp phải những vấn đề về sức khỏe gì ạ? Nếu nói rằng cái vấn đề bệnh nghề nghiệp mà liên quan đến giảng dạy, tức là nói nhiều hay là những cái nghề nghiệp mà phải sử dụng cái âm thanh, cái tiếng nói của mình, thì cái bệnh lý ở đường hô hấp trên mà cụ thể là ngay cái vùng hầu họng thanh quản có liên quan đến cái âm thanh phát ra khi chúng ta nói đó là thường gặp nhất. Đây là những cái loại bệnh mà chúng ta có thể liệt kê thấy ngay, tức là viêm họng, viêm họng rồi viêm thanh quản, viêm khí quản rồi viêm phế quản. Đó là ngay tại chỗ nó có thể ảnh hưởng liền đến âm thanh, đến khàn giọng, đến ho. Và ngoài ra nữa những cái lân cận, thí dụ như là từ mũi xuống hay là từ sâu xuống hơn chút xíu là qua tới phế quản. Thì đó là những loại bệnh thường gặp cho những người mà phải sử dụng giọng nói hàng ngày. Dạ vâng, nhưng mà lý do vì sao mà những người sử dụng giọng nói nhiều trong công việc của mình như giảng viên, như bác sĩ đã vừa nói đấy ạ, thì hay gặp phải những vấn đề về cổ họng cũng như là thanh quản? Chúng ta biết rằng khi chúng ta nói, tức là sử dụng một cái sự cố gắng của các niêm mạc tại chỗ để cùng nó phát tạo ra một cái cộng hưởng để phát ra âm thanh từ dây thanh cho tới các cái vùng niêm mạc hầu họng nói chung. Thì nếu mà vì một cái lý do nào đó nó làm cho các tế bào niêm mạc này nó bị viêm, nó bị xung huyết, nó bị tấy, hoặc nó có viêm nó tiết ra các cái dịch nó bám lên trên các cái thành này, thì tức là cái giọng của chúng ta sẽ bị thay đổi. Cái điều kế tiếp là khi viêm thì nó sẽ xuất tiết, và xuất tiết nó là chất lạ bám vào trong cái vùng niêm mạc ấy, chúng ta sẽ bật ra tiếng ho để đẩy cái dịch tiết đó ra ngoài, chúng ta sẽ ho. Thì như vậy cái việc mà chúng ta nói nhiều, chúng ta thường xuyên phải sử dụng cái giọng nói của mình, nó ảnh hưởng trực tiếp tại chỗ. Và khi có điều kiện thuận lợi, những điều kiện thuận lợi ấy thí dụ như là giảng dạy thì có bụi phấn, hay là những người đi làm việc ở các môi trường, cái điều kiện của ánh sáng, điều kiện của sức nóng, điều kiện của hơi lạnh, vân vân, tất cả những cái đó nó đều có tác động là làm khô cái vùng niêm mạc của hầu họng. Và khi nó làm khô cái niêm mạc hầu họng này là cái cơ hội cho những cái ký sinh vật mà nó thường ký sinh, nó trỗi dậy, nó gây bệnh. Vâng, và đương nhiên là bất kỳ bệnh viêm nào cũng sẽ dẫn đến những biến chứng khó lường nếu mà chúng ta không ngăn ngừa hay là trị dứt điểm. Thì cụ thể là với những trường hợp này thì nếu như mà chúng ta cứ để bệnh tái đi tái lại như vậy thì nó sẽ dẫn đến biến chứng gì ạ? Biến chứng thì nhiều đó. Dạ. Thì tất cả những cái biểu hiện cho cái viêm họng cấp, viêm họng mạn hay viêm thanh phế quản như tôi vừa mô tả thì nó gồm có thể mệt mỏi, có thể sốt nhẹ, có thể khàn giọng, có thể ho, vân vân. Nhưng mà đậm nhất trong cái đó cái triệu chứng ho nó sẽ tái đi tái lại, nó làm khổ cho cái người. Thí dụ như là Mai đang làm cái công việc của một cái phát thanh viên mà hay là MC mà phải bị bật ho một cái thì cái công việc nó sẽ bị ảnh hưởng ngay. Các thầy cô giáo cũng vậy, hay là tất cả những người làm nghề nghiệp này cũng vậy. Thì các triệu chứng này nó sẽ dễ dàng tái đi tái lại trong những cái điều kiện mà vì cái nghề nghiệp chúng ta phải làm. Và các cái biến chứng mà nó có thể xảy ra đó là cái từ cái viêm họng cấp nó biến thành viêm họng mạn. Từ cái viêm họng mạn nó có thể làm cho viêm thanh phế quản, viêm khí quản, và khi đó thì cái khàn giọng gần như là nó sẽ kéo dài chứ nó không có dễ gì chữa được. Khi bị những cái khác như là vi khuẩn
Thì các cái con vi khuẩn này nó không phải chỉ gây biến chứng tại chỗ. Những cái vi khuẩn, thí dụ con Streptococcus aureus, khi nó vào được đường họng rồi, nó sẽ đi vào máu và nó gây ra các cái viêm khớp. Và thậm chí nó chạy vào van tim và nó gây thắt tim. Nó gây hẹp hở van hai lá, rồi có thể phải mổ. Và nó đi xuống tới cầu thận, nó gây viêm vi cầu thận. Vâng, nhiều người thì cứ chủ quan thấy là chỉ ho một chút hay là viêm họng một chút rồi nghĩ là cơ thể sẽ tự chữa lành. Nhưng mà đây cũng là một điều khá là đáng lưu tâm, đúng không ạ? Và trước khi chúng ta đến với các phương pháp chữa những căn bệnh về đường hô hấp này thì xin mời bác sĩ cùng với quý khán giả theo dõi một đoạn phim ngắn sau. Mời bạn lại đây nhắc lá xếp thuyền, thả dòng ngược xuôi đi đến bao miền. Bạn bè cùng vui theo những lá thuyền, thuyền trở về đâu những giấc mơ. Cô giáo Huỳnh Nguyễn Mỹ Tiên hiện đang là giáo viên phụ trách môn âm nhạc của trường Trung học cơ sở Đức Trí, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Do đặc thù của môn học, cô Mỹ Tiên phải thường sử dụng giọng nói và hát để truyền đạt bài học đến các em. Chính vì vậy mà cô thường xuyên gặp phải tình trạng viêm họng. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến việc giảng dạy của cô. Công việc của mình thường là phải sử dụng giọng nói nhiều. Tại vì nhiều khi có những ngày là mình phải dạy 5 tiết liên tục. Thành ra nhiều khi mình nói quá nhiều mà mình cũng phải hát cho các bạn học sinh nghe. Tại khi mình hát trước, mình làm mẫu, rồi thêm động tác vận động thì các em mới hứng thú, các em mới hát được. Chính vì vậy mình dạy cả ngày mình quá mệt đi. Thành ra nhiều khi mình bị đau họng với viêm họng thì là nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái công việc của mình. Thành ra là mình cũng có đi mua một số cái thuốc kháng sinh để mình uống để cho nó đỡ hơn. Nhưng thì nó cũng chỉ đỡ một chút thôi. Rồi sau đó mình lại đi dạy tiếp thì nó lại bị tiếp. Nó cứ bị tái đi tái lại như vậy rất là nhiều lần. Vâng, bác sĩ thân mến, đoạn phim này thì nói về nỗi khổ mà Phương Mai nghĩ là nỗi khổ chung của tất cả các thầy cô giáo. Đó là khi mà họ đang làm việc rồi bỗng dưng bị cái vấn đề về cổ họng thì rất là phiền trong công việc của mình. Rồi dù như thế nào, cố gắng ra sao đi chăng nữa thì bệnh vẫn cứ tái đi tái lại. Vậy thì tóm lại là những cái bệnh về cổ họng liên quan đến đường hô hấp này thì có chữa dứt điểm được không ạ? Có thể chữa dứt điểm với điều kiện là chúng ta sử dụng đúng phác đồ. Và trong giai đoạn mà chữa đó, chúng ta cần cho cái cơ quan mà phát ra tiếng nói này đó, tức là họng thanh quản, được nghỉ ngơi. Tuy nhiên có những cái trường hợp nó cứ tái đi tái lại. Thí dụ như có các cái trường hợp là cái trào ngược thực quản dạ dày phối hợp cái nữa, thì nó cứ cái axit nó bị trào lên, nó tiếp tục nó duy trì cái tình trạng viêm. Hay những cái yếu tố dị ứng, thí dụ như dị ứng từ môi trường, chúng ta cứ chịu cái bụi phấn, hay là thời tiết khí hậu nó lạnh, chúng ta không có các cái phương tiện để mà bảo vệ chúng ta, thì tất cả những cái đó nó cứ tới và cái cơ địa này cứ dị ứng. Và như vậy vô tình là các cái bệnh đó chúng ta nói rằng không chữa khỏi, nhưng thực chất là bởi vì các cái yếu tố nó cứ tái đi tái lại mà chúng ta không có biện pháp. Cho nên có một số người thì nó sẽ gần như sống cùng với nó. Thưa bác sĩ, người giáo viên trong clip cũng nói rằng họ đã sử dụng rất là nhiều thuốc kháng sinh nhưng vẫn không khỏi. Vậy thì đây có phải là cách điều trị đúng đắn không ạ? Cái việc sử dụng kháng sinh như Mai nói đó, thì chúng ta cũng cần phải hiểu một cái điều như thế này, là vấn đề đề kháng kháng sinh là vấn đề lớn hiện nay của cả nước chúng ta. Bởi vì hở một chút chúng ta chạy ra pharmacy chúng ta mua kháng sinh để uống. Có khi trúng mà có khi không trúng. Trúng là khi cái bệnh viêm họng này do vi khuẩn gây ra thì chúng ta dùng kháng sinh là đúng, thì nó sẽ giải quyết được. Nhưng nếu cái nguyên nhân không phải do vi khuẩn mà do những nguyên nhân khác, bụi khói môi trường hay cái điều kiện trào ngược thực quản dạ dày hay những cái yếu tố khác, thì chắc chắn rằng kháng sinh nó sẽ không có hiệu quả mà nó lại gây ra một cái tình trạng mà chúng ta hay gọi là lờn thuốc. Và do vậy cái việc điều trị hay cái việc chăm sóc á, quan trọng nhất là chuyên gia, là thầy thuốc chuyên khoa để người ta giúp cho mình chẩn đoán coi xem mình là bị cái gì. Bác sĩ thân mến, có rất nhiều người không có lòng tin vào thuốc, đặc biệt là thuốc kháng sinh, cho nên họ lựa chọn việc sử dụng những bài thuốc dân gian giống như là tần giấy lá, gừng, bạc hà, mật ong vân vân để mà điều trị khi mình gặp phải vấn đề về cổ họng. Thì theo những bác sĩ, đây có phải là cách điều trị hợp lý không ạ? Tôi nghĩ là rất hợp lý và rất hiệu quả nữa là khác. Thí dụ chúng ta dùng tần giấy lá, chúng ta dùng bạc hà, chúng ta dùng kinh giới, hay là dùng những cái loại như là gừng, như là các cái kim ngân hoa, hay là thương nhĩ tử, hay hoàng cầm, vân vân. Tất cả trong đó nó có bao gồm những thành phần các hoạt chất như là tinh dầu, có tính kháng sinh rất mạnh, hay là có các cái alkaloid, có các flavone, có các saponin, đó là những cái thứ mà chống viêm.
thì nói như thế để trở lại câu chuyện là cái việc sử dụng dược liệu, các cái thảo dược nó có hiệu quả trong bệnh lý này không? Thì tôi có thể nói ngay là rất hiệu quả. Và chúng ta có thể dùng những cái loại nước uống mà chúng ta tự làm nếu chúng ta có điều kiện. Thí dụ từ tầng dày lá hay là bạc hà hay là chanh hay là mật ong, chúng ta có thể phối hợp làm một cái thứ nước uống mỗi ngày cho chúng ta. Nhưng mà quan trọng nhất là làm sao cho nó tiện dụng. Bởi vì khi chúng ta đang lên lớp 4 tiết chẳng hạn, rồi cái việc làm đó làm sao có, thì chúng ta còn lại những cái thực phẩm có sẵn như là kẹo, như là trà, chúng ta có thể pha, chúng ta uống ngay hoặc ngậm ngay tại chỗ. Thì tôi nghĩ rằng bên cạnh cái phác đồ chính mình vẫn giữ và mình sử dụng thêm nó để giúp cho giải quyết các triệu chứng kèm theo và giữ được cái giọng của mình khi thực hiện nghề nghiệp. Với những căn bệnh về đường hô hấp, viêm họng, đôi khi việc lạm dụng thuốc kháng sinh không phải là biện pháp hiệu quả và có nguy cơ gây lợn thuốc, vì có trên 80% bệnh lý ho do virus gây nên và việc điều trị thuốc kháng sinh đối với virus là không hiệu quả. Vì vậy, chỉ nên sử dụng kháng sinh khi có chỉ định của bác sĩ. Trong trường hợp này, với từng mức độ nặng nhẹ của những căn bệnh về đường hô hấp, viêm họng mà có thể điều trị tại nhà hoặc đến gặp bác sĩ điều trị. Hiện nay có nhiều bài thuốc dân gian được chế biến từ tần, gừng, mật ong, chanh đào. Khi sử dụng các bài thuốc dân gian này sẽ ít có tác hại đến sức khỏe. Tuy nhiên, việc chuẩn bị và chế biến thuốc cần nhiều thời gian và đôi khi nếu không đúng cách có thể làm giảm hiệu quả thuốc. Vì vậy, người bệnh cũng có thể sử dụng các loại thuốc có thành phần thảo dược uy tín trên thị trường để tiết kiệm thời gian và phát huy hiệu quả điều trị cao. Chúng ta đều biết rằng khi mà bị bệnh thì cần phải chữa, nhưng mà ai cũng biết rằng không ai muốn bị bệnh cả. Vậy thì cần phải phòng bệnh như thế nào cho đúng cách ạ? Phòng bệnh đúng cách trong các cái bệnh lý họng xoang như thế này thì cái việc đầu tiên hết đó là chúng ta phải giữ ấm thường xuyên cái cổ của chúng ta, tức là liên quan tới cái bộ phận họng trong, hầu họng trong. Thì cái giữ ấm bằng cách là uống nước ấm, đừng uống nước lạnh. Rồi mỗi lần chuyển mùa là chúng ta phải giữ ấm cơ thể bằng cách quấn khăn hoặc là mặc áo kín cổ để giữ cho ấm ở bên ngoài. Bên cạnh đó thì chúng ta đi làm hàng ngày, chúng ta phải đeo khẩu trang. Và khẩu trang phải thay đổi, đừng đeo một cái khẩu trang cả tháng trời, để tránh các cái bụi khói. Mà nhất là cái điều kiện mà thuốc lá đó, thì khi có môi trường có thuốc lá thì chúng ta làm sao để chúng ta tránh đừng hít thở trong môi trường thuốc lá. Các cái thức ăn uống chúng ta tránh cay quá nè, hay là lạnh quá nè, hay uống các chất có gas nè, hay là chúng ta sử dụng quá nhiều các chất béo. Ngoài ra nữa thì giấc ngủ phải đủ, uống nước hàng ngày phải đủ, mà uống nước ấm, đừng uống nước lạnh. Rồi chúng ta tập thể dục thể thao, vân vân. Tất cả những cái đó góp phần vào làm cho cái máu huyết chúng ta lưu thông tốt, nuôi dưỡng cái vùng hầu họng này tốt hơn. Ngoài ra nữa thì cái vệ sinh mà nước muối để rửa mũi hàng ngày, hay là chúng ta súc miệng buổi tối trước khi đi ngủ, buổi sáng dậy sau khi đánh răng, đó cũng góp phần vào làm sạch cái niêm mạc hầu họng của chúng ta. Dạ vâng, rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ạ. Và Phương Mai tin chắc rằng sau chương trình ngày hôm nay thì không chỉ các thầy cô giáo mà tất cả những người có sử dụng giọng nói trong công việc giống như Phương Mai chẳng hạn thì cũng có thể rút ra được cho mình những kinh nghiệm quý báu trong việc giữ gìn sức khỏe của mình để làm công việc tốt hơn. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Quý vị và các bạn thân mến, và trước khi kết thúc buổi trò chuyện ngày hôm nay, Phương Mai xin mời quý vị cùng đến với những lưu ý quan trọng sau đây. Lưu ý giúp bảo vệ cổ họng cho người thường xuyên sử dụng giọng nói: nên uống nhiều nước mỗi ngày, tránh ở môi trường khô và lạnh, nhất là điều hòa. Khi lên lớp, các thầy cô giáo nên điều tiết giọng nói vừa đủ nghe, từ từ, hạn chế nói to. Nên luyện tập thể dục thể thao, ăn uống điều độ, rèn luyện cơ thể để thích nghi với khí hậu. Tăng cường sức đề kháng cho cơ thể bằng cách bổ sung thực phẩm chứa nhiều vitamin C. Khi có những triệu chứng viêm họng, ho, nên sử dụng những sản phẩm được chiết xuất từ những loại thảo dược thiên nhiên như tần dày lá, tràm, gừng, bạc hà, có tác dụng làm ấm và thông cổ, giảm đau rát họng, viêm họng, khản tiếng và làm dịu cổ họng hiệu quả. Nếu viêm họng, ho kéo dài trên 2 tuần và có triệu chứng đau tức ngực, hãy đến bác sĩ chuyên khoa hô hấp để được tư vấn và điều trị.